Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Cộng lại ra tối hậu thư cho Cộng sản Việt Nam. Chế độ độc tài Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên đã đến hồi cáo chung và Triều Tiên đang chuẩn bị đưa em gái Kim Jong-ju lên thay thế lãnh đạo đất nước. Trong những ngày vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tự nhiên biến mất trên trường quốc tế và cả trong những ngày lễ trọng đại nhất của Triều Tiên. Điều này khiến cho dư luận quốc tế dấy lên mối hoài nghi rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lâm trọng bệnh. Nhưng một số nước coi sự mất tăm của nhà lãnh đạo này là một đòn lừa đảo chính trị để đánh lừa quốc tế và tránh những rắc rối liên quan về vấn đề bắn thử vũ khí hạt nhân. Trong những nước nghi ngờ này có Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Liệu có đúng ông Kim Jong-un lo sợ dư luận quốc tế đến mức phải giả bệnh hay không vẫn là một câu hỏi lớn nằm trong bí mật. Nhưng điều này có vẻ như không đúng với tính cách của ông ta và số lớn các nước đều cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi này vốn coi trời bằng vung thì đâu ngán gì Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc đến mức phải giả bệnh. Các giới chức Hàn Quốc và Trung Quốc hôm 21 tháng 4 bày tỏ nghi ngờ về tin cho rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang lâm bệnh sau khi có tin cho biết ông Kim mới trải qua phẫu thuật tim và đang trong tình trạng nguy kịch. Dẫn một nguồn tin không nêu tên ở miền Bắc, tờ Daily NK, một trang web tin tức về Triều Tiên có trụ sở ở Seoul, tối thứ hai tường trình rằng ông Kim Jong-un đã hồi phục sau phẫu thuật thực hiện hôm 12 tháng 4. Sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung hôm 15 tháng 4 vừa qua đã làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của ông này. CNN trích dẫn một quan chức Mỹ hiểu biết về vấn đề này nói rằng Washington đang theo dõi sát thông tin tình báo, theo đó ông Kim đang trong tình trạng nguy kịch. Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết Tòa Bạch Ốc đã được tin cho biết tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un đã trở xấu sau phẫu thuật. Nhưng hai quan chức chính phủ của Hàn Quốc đã bác tin của CNN, mặc dù nguồn tin này không xác nhận liệu lãnh tụ họ Kim có trải qua phẫu thuật hay không. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thì nói không có dấu hiệu gì bất thường từ Triều Tiên. Ông Kim năm nay 36 tuổi là lãnh tụ không có đối thủ ở Triều Tiên và là người chỉ huy duy nhất toàn quyền quyết định về kho vũ khí hạt nhân tại nước này. Hiện nay ông Kim không có người kế vị rõ rệt và bất kỳ sự cố gây bất ổn nào trong nội bộ miền Bắc cũng sẽ ảnh hưởng trên trường quốc tế. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về sự kiện hàng ngày song không đề cập đến lãnh đạo Kim Jong-un, người đã vắng mặt từ 12 tháng 4 năm 2020. Các tiêu đề chính trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay bao gồm bản tin về thiết bị thể thao, thu hoạch dâu tằm và các cuộc họp ở Bangladesh để nghiên cứu về ý thức hệ tự lực tự cường của Triều Tiên. Trong khi đó, báo đảng Rurong Shinmun đăng các bài báo về nền kinh tế tự túc và biện pháp phòng chống virus Vũ Hán. Một quan chức thuộc liên lạc Ban Liên lạc Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đặc trách các vấn đề Triều Tiên nói với Reuters rằng họ không tin là ông Kim Jong-un bị bệnh nặng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng nói Bắc Kinh có nghe tin tức đặt nghi vấn về sức khỏe của Kim Jong-un, nhưng ông Cảnh sảng nói không biết nguồn tin đó đến từ đâu và ông không bình luận về liệu Bắc Kinh có bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un hay không. Theo Daily NK thì ông Kim nhập viện hôm 12 tháng 4, vài giờ trước khi trải qua phẫu thuật tim. Sức khỏe của ông đã xấu đi từ tháng 8 do nghiện hút thuốc lá, béo phì và làm việc quá sức. Họ cho biết ông Kim Jong-un đang được điều trị tại một bệnh viện biệt thự ở khu nghỉ mát núi Kiêng Giang ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Một nguồn tin có uy tín của Mỹ quen thuộc với một báo cáo nội bộ của chính phủ Triều Tiên đặt nghi vấn về tin CNN nói ông Kim đang trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga từ chối bình luận về tin liên quan đến sức khỏe của Kim Jong-un.
Theo New York Post, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc sức khỏe của Kim Jong-un giữa lúc xuất hiện những đồn đoán về tình hình sức khỏe hiện tại của nhà lãnh đạo Triều Tiên này. Nếu ông ấy trong tình trạng giống như các báo cáo đã nói thì đó là tình huống rất tệ. Tôi hy vọng ông ấy đang khỏe mạnh và tôi có một mối quan hệ tốt với Kim Jong-un và tôi thích thấy ông ấy khỏe mạnh. Chúng tôi không biết liệu các báo cáo có thật hay không, Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Kim Jong-un là nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ ba cha truyền con nối của dòng họ Kim đã cai trị Triều Tiên với kỷ luật sắt. Kim Jong-un thừa kế ngôi vị nguyên thủ quốc gia và là tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên từ cuối năm 2011. Trong những năm gần đây, lãnh tụ Kim đã phát động một chiến dịch ngoại giao để đánh bóng hình ảnh của mình trong tư cách một lãnh đạo của thế giới. Ông thu hút nhiều chú ý trong 3 cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, 4 cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 5 hội nghị cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ vai trò ít nổi bật phía sau anh trai Kim Jong-un, Kim Jo-jong ngày càng có tiếng nói và đang trở thành quan chức hàng đầu của Triều Tiên. Nay thì sự chú ý của dư luận quốc tế dồn vào em gái của Kim Jong-un là Kim Jo-jong. Câu hỏi đặt ra là liệu có hay không khả năng Kim Jo-jong sẽ kế vị khi mà Kim Jong-un có chuyện gì xảy ra. Sinh năm 1987, từng cùng với anh trai là Kim Jong-un học ở Thụy Sĩ, người phụ nữ này xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Hàn năm 2014, sau đó trở thành cánh tay phải của Kim Jong-un trong các sứ vụ ngoại giao quan trọng với Nam Hàn và có mặt tại Hà Nội tháng 2 năm 2019 cùng với anh trai dự thượng đỉnh Mỹ Triều. Tại đây, Kim Jong-ju bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và sau đó đi cách anh trai không xa khi hai ông Trump và Un đi vào phòng đàm đạo riêng. Từ hành động cầm gạt tàn để cho anh trai hút thuốc trên đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đến phát thông cáo hoan nghênh Tổng thống Mỹ, Kim Jo-jong đang dần trở thành người quyền lực thứ hai tại Triều Tiên. Kim Jo-jong ra tuyên bố chính trị đầu tiên hồi tháng 3 chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi, sau khi nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Triều Tiên thử tên lửa, nói rằng Seoul không có tư cách chỉ trích Bình Nhưỡng khi họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Washington. Cũng trong tháng 3, cô hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gửi thư cho Kim Jong-un để bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ song phương, cũng như đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với dịch virus Vũ Hán. Các tuyên bố chính trị của Kim Jong-un cho thấy vai trò trung tâm của cô trong chính quyền. Jong-un cho phép em gái soạn thảo công bố những phát ngôn công kích mang sắc thái cá nhân. Ông ấy rõ ràng đang để cho em gái trở thành nhân cách thứ hai của mình. Jung Sik-bong, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei ở Seoul, nêu quan điểm. Kim Jong-ju dường như cũng chịu một số bước lùi, nhất là sau khi đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều lâm vào bế tắc. Một số nguồn tin cho biết em gái của Kim Jong-un đã mất vị trí ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hồi năm ngoái và mới được tái bổ nhiệm vào cơ quan này. Mỹ hồi năm 2017 cũng xếp Kim Jong-un và nhiều quan chức Triều Tiên vào danh sách vi phạm nhân quyền. Lyrich Ely, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế Đại học Ewha Seoul, được báo Anh trích lời nói: chế độ Bắc Hàn và công việc của một gia tộc family business nên Kim Jong-ju đã chứng tỏ năng lực hiện đại hóa thương hiệu của chế độ và có vẻ như nắm ngành tuyên giáo. Vai trò quan trọng nhất của bà ta là người được anh trai tin tưởng. Cũng một nhà quan sát khác, Leonid Bechop từ Sydney, được trang The Guardian ở Anh trích thuật, nói rằng vì được anh trai tin tưởng, bà Kim Jo-jong giúp Kim Jong-un xây dựng hình ảnh tích cực khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Một tờ báo của Anh là tờ Independent thì đặt câu hỏi liệu bà Kim Jong-ju có thể lên thay thế Kim Jong-un nếu như ông này có mệnh hệ nào hay không.
Bài báo trích lời của nhà bình luận nói rằng chính thức thì Kim Jong-un không có con trai lớn để nối nghiệp và bà Kim Jong-un là người duy nhất ở vị trí chính trị cao lại mang trong mình dòng máu của núi Pictou của triều đại Kim để kế vị anh trai. Tuy thế, các ý kiến khác tin rằng Bắc Hàn là một trong xã hội trọng nam, bà Kim Jong-un cùng lắm thì cũng có thể làm lãnh đạo tạm quyền chứ không thể lên nắm chức vụ cao nhất của một nước một khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Có vẻ như Nam Hàn cũng có cái nhìn tương tự. Suk Ho-shin viết trong bài liệu Kim Jong-un có trở thành người kế vị Kim Jong-un hay không trên báo Doga Ilbo ở Seoul ngày 17 tháng 4 năm 2020 cho rằng em gái của Kim Jong-un đã đảm nhận các trọng trách như là đặc sứ với miền Nam từ năm 2018 và gần đây là chỉ đạo chống dịch virus Vũ Hán. Bà không chỉ là em gái của Kim Jong-un và có thể đã xây dựng được phe cánh quyền lực trong hệ thống chính trị, độc trị ở nước này. Thế nhưng việc Kim Jong-un có được công nhận là lãnh tụ hay không còn phụ thuộc vào cái nhìn của tầng lớp cầm quyền và công chúng Bắc Hàn. Một xã hội vẫn rất trọng các giá trị khổng giáo theo cái bút từ Nam Hàn. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một trong số ít các quốc gia không có ca nhiễm cúm Vũ Hán, cho đến lúc này đẩy mạnh xét nghiệm và cách ly hơn 500 người theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. WHO được thông báo cập nhật hàng tuần từ Bộ Y tế Triều Tiên và cho biết quốc gia này có khả năng xét nghiệm cúm Vũ Hán nhờ phòng thí nghiệm của quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng. Kể từ ngày 2 tháng 4, 709 người bao gồm 11 người nước ngoài và 698 người Triều Tiên đã được xét nghiệm cúm virus Vũ Hán và Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Tuy nhiên, có 509 người bị cách ly bao gồm 2 người nước ngoài và 507 công dân nước này. Tiến sĩ Ashwin Salvador, đại diện của WHO tại Triều Tiên, nói với Reuters. Kể từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 24, có 24.842 người đã hoàn tất thời hạn cách ly và rời khỏi khu cách ly, trong đó có 380 người nước ngoài, ông Salvador nói. Theo WHO, Trung Quốc đã gửi các dụng cụ xét nghiệm virus Vũ Hán chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh cúm Vũ Hán cho Triều Tiên vào tháng 1. WHO cũng gửi vật tư y tế hỗ trợ Triều Tiên. Đến nay, đại dịch cúm Vũ Hán lây nhiễm cho hơn 2,5 triệu người trên khắp thế giới, làm chết 170.000 người tại 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Triều Tiên, Lesotho, Tajikistan, Turkmenistan và Yemen. Các chuyên gia và tổ chức nhân đạo đã kêu gọi Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để viện trợ nhân đạo hỗ trợ nước này ứng phó với đại dịch cúm Vũ Hán. Một số chuyên gia nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ việc Triều Tiên dù giáp với biên giới của Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch virus Vũ Hán nhưng lại không phát hiện bất kỳ ca nhiễm nào. Theo suy luận của chúng tôi thì Bắc Hàn là một nước khép kín và theo tư tưởng cộng sản, cho nên họ đã giấu nhẹm các thông tin cũng giống như cộng sản Việt Nam, đến nay chỉ có hơn 200 người bị nhiễm và chưa có ca nào tử vong. Cũng như Trung Quốc là một nơi phát hiện ra dịch cúm Vũ Hán đầu tiên nhưng chỉ có hơn 3.000 người thiệt mạng, đó là một điều không hề chắc chắn một tí nào về những thông tin mà Bộ Y tế của các nước đưa ra. Kể từ khi đại dịch bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, Triều Tiên đã tăng cường kiểm soát biên giới và áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt theo hãng thông tấn KCNA. Một chỉ huy của lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ lực lượng vũ trang trong vòng 30 ngày và mới khôi phục huấn luyện tập trận gần đây. Chúng tôi áp lệnh phong tỏa, chúng tôi phải rất thận trọng đề phòng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi không có bất kỳ ca nhiễm nào, một nhà ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói với Reuters. Một vụ bùng phát dịch bệnh có thể nhanh chóng trở thành một tai họa nhân đạo tại đất nước Triều Tiên nghèo khó. Nước này không có hạ tầng cơ sở hay các trang
bị y tế cần thiết để chống lại với dịch virus Vũ Hán một cách thích ứng, các chuyên gia cảnh báo. Một phát ngôn viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói với đài VOA là các tổ chức này đã nhận được một số yêu cầu chính thức của nhà cầm quyền Triều Tiên vào tháng 2, củng cố khả năng quốc gia để chuẩn bị cho một vụ bùng phát dịch cúm Vũ Hán có thể xảy ra. Phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi hiện đang có kế hoạch và chuẩn bị hiến tặng các trang thiết bị và dụng cụ y tế. Theo các giới chức, không có ca nào được báo cáo dù xác nhận hay nghi ngờ. Tuần trước, Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế nói với VOA đã vận động được 500 người tình nguyện tại 4 tỉnh gần biên giới với Trung Quốc. Những người tình nguyện này sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực kiểm tra và quảng bá việc thực hiện vệ sinh, tổ chức này nói. Ngày 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên dễ lây nhiễm virus và đang chuẩn bị những nỗ lực nhanh chóng của các tổ chức cứu trợ quốc tế để giúp đỡ. Bắc Triều Tiên cũng như Việt Nam đều chung ý thức hệ theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng chế độ tại Bình Nhưỡng còn thực thi sự cai trị độc tài hơn nữa theo kiểu cha truyền con nối nửa phong kiến nửa cộng sản. Người dân của các nước này bị nhà cầm quyền biến thành nạn nhân để bóc lột và nuôi sống bộ máy đàn áp của Đảng Cộng sản. Đã đến lúc cần chấm dứt những thể chế tàn ác như vậy, đem đến cuộc sống tự do, dân chủ cho mọi người dân. Trung Cộng nói suông hay gửi tối hậu thư đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công hàm số CML42/2020 gửi Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 4 năm 2020 vừa qua, sau khi viện dẫn công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng để khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu Cộng, thì Tàu Cộng đã không quên kết thúc bằng một câu: Trung Hoa kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ thủy thủ đoàn và các cơ sở y tế, các đảo và dạng san hô mà họ đã xâm chiếm và chiếm đóng bất hợp pháp lãnh hải của Trung Quốc. Có nên xem đây là một lời nói suông hay là một tối hậu thư đầy mùi thuốc súng của Tàu Cộng gửi cho Việt Cộng? Lợi dụng thế giới còn đang tập trung chống dịch, Tàu Cộng rút tiền và tiến hành các cuộc chiến dịch thâu tóm Biển Đông, và đối thủ dễ bắt nạt nhất chính là đàn em Việt Cộng. Quần đảo Hoàng Sa đã bị Tàu Cộng chiếm đóng hoàn toàn, riêng quần đảo Trường Sa với hơn 100 đảo đá, bãi cạn dạng san hô nằm rải rác trong khu vực thì Việt Nam kiểm soát được 21 thực thể địa lý, 7 đảo, bãi đá và 14 dạng san hô. Philippines 10 thực thể gồm có 7 đảo, bãi đá và 3 dạng san hô, Tàu Cộng 7 dạng san hô, nhưng nay đã bồi đắp mở rộng thêm lên đến 12.000 km2 với hàng loạt thiết bị tầm xa, cảng biển, đường băng và kho nhiên liệu. Malaysia 7 dạng san hô, Đài Loan 1 đảo và 1 dạng san hô. Lần này Tàu Cộng nghênh ngang khẳng định chủ quyền theo một danh xưng tiêu chuẩn cho 25 đảo, bãi đá cùng với 55 thực thể địa lý ở Biển Đông và yêu cầu phía Việt Nam phải rút toàn bộ thủy thủ đoàn và gia đình ra khỏi các đảo. Và biện pháp quân sự cũng có thể sẽ được Tàu Cộng mang ra sử dụng nếu như đàn em Cộng sản Việt Nam không chấp hành. Tương tự, vào năm 1988, Tàu Cộng cũng có một tuyên bố tương tự, phía Việt Nam phải rút khỏi các đảo và cụm san hô này, ý nói gạc ma, Colin và Lendau. Nếu phía Việt Nam cản trở các hành động chính đáng của Trung Quốc tại các khu vực đã nói trên, thì Việt Nam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các hậu quả phát sinh. Tàu Cộng tuyên bố câu này vào ngày 22 tháng 2 năm 1988, thì ngày 14 tháng 3 năm 1988 xảy ra sự kiện quân Tàu Cộng thảm sát lính công binh Việt Nam tại Gạc Ma một cách dã man tàn bạo. Vì Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó đã ra lệnh cho lính Việt Nam không được phép nổ súng khi Tàu Cộng đánh chiếm bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa. Và chưa đầy 2 tháng sau, vào ngày 7 tháng 5 năm 1988, trong chuyến thăm Trường Sa, Lê Đức Anh đã tuyên bố nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc. Một tên tướng hèn thí mạng 64 chiến sĩ của hắn để đừng làm phật lòng giặc ngoại xâm, mà lại được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khen ngợi vì đã xử lý tốt ở Trường Sa. Nếu không, tình hình còn có thể phức tạp hơn nhiều. 32 năm sau,
2020 tình huống này lại xảy ra y hệt như năm xưa, không rút thì chết với quan thầy, mà rút thì cũng chết với dân vì lộ ra cái bản mặt bán nước của Đảng. Coi như kỳ này Đảng Cộng sản Việt Nam đang chết nghẹn với khúc xương nuốt không trôi trong họng. Biện pháp đầu tiên là bưng bít thông tin. Cả hơn 800 tờ báo Đảng và đám truyền thông vua tin vịt VTV không dám nhắc tới một chữ trong tối hậu thư của đàn anh Tàu Cộng. Mị dân ngày nào hay ngày đó chẳng biết làm gì hơn là giật dây cho cái đám gọi là chuyên gia nghiên cứu Biển Đông đưa ra hàng loạt những lời bàn vô căn cứ, hòng trấn an dân tình dưới đây. Thứ nhất, Hải quân Việt Nam đã được trang bị súng ống hiện đại chứ không thô sơ như những năm 1988 nên có thể đối đầu khi bị xâm phạm chủ quyền. Biện pháp đánh đấm kiểu gì khi Việt Nam chi khoảng 5 tỷ đô la hàng năm cho quân đội, trong khi Tàu Cộng chi đến 220 tỷ đô la. Tàu Cộng có quân số nhiều gấp 5 lần so với Việt Nam, có số lượng máy bay gấp 10 lần Việt Nam, 3.187 so với 318 của Việt Nam, có gấp 11 lần số tàu hải quân, 714 so với 65 của Việt Nam. Chưa kể hải quân của Tàu Cộng còn có hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, còn Việt Nam thì không. Nói thêm, quân đội Cộng sản Việt Nam lại sử dụng rất nhiều thiết bị quân sự mua của Nga, những thứ mà Tàu Cộng cũng mua và biết cách khống chế, khi Đài Loan năm rồi đã chi ra 8 tỷ đô la để mua 250 tên lửa Stinger, 66 tiêm kích F-16 và hàng trăm súng máy đa dụng M240, xe tăng hạng nặng M88A2 và M1A2 của Hoa Kỳ, khiến cho Tàu Cộng vô cùng lo sợ. Thứ hai, Việt Nam đang được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là Hoa Kỳ. Phản biện đương nhiên vì những lợi ích chung như tự do hàng hải ở trên Biển Đông thì Hoa Kỳ có thể lên tiếng ủng hộ Việt Nam như Tổng thống Trump đã từng ký luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông trước đây, nhưng can thiệp quân sự thì xác suất bằng không. Hoa Kỳ không phải là lính đánh thuê cho cái bọn cháo chở chuyên đi hàng hải như Cộng sản Việt Nam có thể lợi dụng. Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự hào là đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh đó là Pháp và Mỹ. Vậy mà khi đụng quân độ quân sự với Tàu Cộng thì lại ngồi trông chờ Hoa Kỳ vào đánh giúp thì thật là nực cười. Thứ ba, cũng có thể Tàu Cộng đang chơi trò Dương Đông kích Tây, mục tiêu tấn công của Tàu Cộng là Đài Loan chứ không phải là các đảo tại Trường Sa. Việc trước mắt Việt Nam phải kết hợp với các biện pháp ngoại giao hòa bình và phải tiếp tục gửi công hàm phản đối. Phân tích lại cho đà điểu vùi đầu xuống cát, dặn truy đuổi sát gót mà cứ đem công hàm ra hù, chỉ tổ cho tàu nó dập mau hơn vì biết rằng Việt Cộng chỉ dám đánh võ mồm, chứ tên tướng tá nào mới nghe đến chiến tranh thôi cũng vãi ra quần. Như đồng chí chủ bí nghe tin xong mà sinh đột quỵ, phải kêu trực thăng chở đến 108 cấp cứu, khắp cả Hà Nội đều hay biết. Là chủ tịch ASEAN, Việt Nam ở thế chủ động có thể tập hợp tiếng nói chung của 10 nước trong khu vực để lên án Tàu Cộng có các hành vi vi phạm và đe dọa an ninh hòa bình tại Biển Đông, khu vực chung của ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam hiện còn là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thế mà lại không biết dùng lợi thế để tố cáo Trung Cộng. Cả nguyên dàn lãnh đạo từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều im hơi tắt tiếng đồng loạt. Báo chí của Đảng chỉ đưa tin tới đoạn Tàu Cộng ngang ngược lập hai quận Tây Sa và Nam Sa trên Biển Đông và sau đó cũng tắt lịm. Tất cả đều không dám đả động gì đến cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng vô cùng nhục nhã này mà Tàu Cộng đã viện dẫn gửi ra Liên Hợp Quốc. Có một cứu cánh mà ai cũng có dễ dàng nghĩ tới, đó là kiện Tàu Cộng ra Tòa án Quốc tế. Vậy mà từ khi Liên Hợp Quốc đưa ra Công ước về Luật Biển năm 1982 đến nay, Cộng sản Việt Nam cứ lần lượt tránh né. Tại sao thế? Hay ngoài cái công hàm Phạm Văn Đồng còn có mật ước gì khác giữa Việt Cộng và Tàu Cộng còn tệ hơn, có thể khiến cho toàn đảng bị bức tử ngay tức khắc nếu bí mật bị bật mí? Cộng sản Việt Nam không dám đối đầu với Tàu Cộng thì cứ thoải mái áo cộc quần đùi bồng bế nhau cút hết sang tàu tị nạn, trả lại chính quyền cho dân. Hào khí của hội nghị Diên Hồng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Chắc chắn trong hơn 90 triệu dân Việt Nam không thiếu những anh hùng áo vải dũng cảm, phất cờ quy tụ toàn dân, đồng lòng đi đánh tàu như tổ tiên ta ngàn năm trước đã làm. Và khi toàn dân nhất quyết hy sinh lên đường bảo vệ Tổ quốc, may ra Việt Nam mới nhận được sự hỗ trợ của các cường quốc Âu Mỹ, chứ dân mình cứ ngồi chờ sung dụng thì chỉ nhận được những chùm sung tàu kịch độc. Điểm tin về xung quanh về dịch virus Vũ Hán sáng ngày hôm nay 25 tháng 4, Việt Nam không có ca mới và số người chết ở Mỹ vượt 50.000 người. Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới và tổng số ca nhiễm hiện tại là 270. Tại Mỹ, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 50.000 ca. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch virus Vũ Hán lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4 cho biết tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 4 đến 6 giờ ngày 25 tháng 4 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Như vậy, từ ngày 23 tháng 1 đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số 270 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 220 ca đã khỏi bệnh và hiện nay chỉ còn 50 ca là đang chữa trị. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh virus Vũ Hán, có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh, gồm có bệnh nhân số 188, bệnh nhân số 52 và bệnh nhân số 149, 137 và 36. Trước đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Tiểu ban Điều trị và có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị virus Vũ Hán theo dõi xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh virus Vũ Hán đã ra viện. Theo thông tin báo chí, Hàn Quốc cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ngày 18 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hàn Quốc KCDC công bố 160 bệnh nhân dương tính lại sau trung bình 13,5 ngày ra viện. Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra cho các trường hợp này. Số người chết ở Mỹ vượt 50.000 người. Trong bối cảnh số người chết vì virus Vũ Hán ở Mỹ vượt mốc hơn 50.000 ca, Tổng thống Donald Trump vừa ký phê chuẩn gói cứu trợ kinh tế 483 tỷ đô la, chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Tới 2 giờ sáng ngày 25 tháng 4, theo hãng tin AFP, tổng số người bệnh vì virus Vũ Hán chết ở Mỹ đã vượt con số 50.000, chính xác là 50.360 ca, cao nhất thế giới. Sau Mỹ là Ý với 25.969 người chết, tiếp nữa lần lượt là Tây Ban Nha với 22.524 người, Pháp 22.245 người và Anh là 19.006 người. Bỉ dần mở lại doanh nghiệp, trường học từ giữa tháng 5. Thủ tướng Bỉ bà Sophia Wilmès ngày 24 tháng 4 thông báo các doanh nghiệp và trường học ở Bỉ sẽ dần mở lại từ tháng 5 sau khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa phòng dịch áp dụng từ giữa tháng 3. Theo hãng tin AFP, các doanh nghiệp sẽ khởi động lại từ 11 tháng 5, trong khi trường học từ 18 tháng 5, bà Sophia Wilmès nói mặc dù tốc độ lây lan virus đã chậm lại nhưng tình thế vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Cũng theo bà Sophia Wilmès, các giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội khác nhau vẫn có thể bị trì hoãn nếu như các chuyên gia thấy cần phải như vậy. Bà khuyến cáo các doanh nghiệp phải tôn trọng giãn cách xã hội khi mở lại. Cho tới ngày 24 tháng 4, quốc gia có 11,5 triệu dân ở châu Âu này đã có hơn 44.000 người mắc virus Vũ Hán, trong đó có gần 6.700 người chết. Ông Trung ký gói cứu trợ 500 tỷ đô la cứu trợ doanh nghiệp nhỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 4 ký phê chuẩn cứu trợ gần 483 tỷ đô la hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong đại dịch virus Vũ Hán. Theo AFP, phần lớn số tiền 320 tỷ đô la sẽ dành để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, giúp họ duy trì hoạt động và trả lương cho người lao động. Đây là gói cứu trợ kinh tế lớn thứ hai của chính phủ trong đại dịch, sau gói cứu trợ 2,2 ngàn tỷ đô la được phê chuẩn tháng 3. Kể từ giữa tháng 3, số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ lên 26,4 triệu. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm 12% trong quý 2 năm tài khoá 2020 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên đến gần 14% do ảnh hưởng của phong tỏa giãn cách phòng dịch. Trong khi đó, chính phủ Ý ước tính
mức thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên 10,4% GDP và nợ công tăng 155,7% trong năm 2020. Tại Nga, Ngân hàng Trung ương cho biết nền kinh tế sẽ giảm tới 6% năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Vũ Hán và do giá dầu giảm. Trên toàn thế giới đã bắt đầu bước vào tháng chay Ramadan thiêng liêng của họ trong tình trạng nhiều nơi bị phong tỏa giãn cách vì dịch virus Vũ Hán. Vì dịch bệnh, hàng trăm triệu người Hồi giáo từ Đông Nam Á tới Trung Đông và Châu Phi đã không thể tới cầu nguyện trong các đền thờ và cũng không được phép tụ tập đông người để thực hiện các hoạt động tín ngưỡng như bình thường. Anh hơn 19.500 người chết, Pháp giảm số người chết và số người nhập viện. Tổng số người bệnh virus Vũ Hán chết tại Anh đã tăng lên gần 20.000 người tính đến ngày 24 tháng 4 trong bối cảnh chính phủ Anh đối mặt với dư luận kêu gọi cần công khai rõ hơn chiến lược thoát dần những biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Nước Anh đã ở trong tình trạng phong tỏa phòng dịch một tháng và các doanh nghiệp đóng cửa trong khi người dân phải ở nhà và chỉ ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men hay tập thể dục. Trong khi đó, tại Pháp ngày 24 tháng 4 ghi nhận thêm 389 người chết vì virus Vũ Hán, giảm hơn so với ngày trước đó. Tin tích cực là số người phải nhập viện và điều trị tích cực tại Pháp cũng giảm. Hiện số người phải nằm phòng hồi sức tích cực tại Pháp đã giảm xuống 5.000 người. Theo hãng tin AFP, tới nay Pháp có tổng cộng 22.245 người đã chết vì virus Vũ Hán. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.